Alo, xin chào tất cả các bạn. Bài hôm nay, bài số 9, chúng ta sẽ học về article trong tiếng Đức. Vậy article là gì nhỉ? Phần lớn các bạn đã mới học tiếng Đức thì đều biết là trong tiếng Đức cũng như tiếng Anh hoặc là các từ tiếng châu Âu thì trước các danh từ chúng ta sẽ có một cái từ loại được gọi là mạo từ. Trong tiếng Đức chúng ta gọi đó là article. Trong bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ học về article của tiếng Đức ở nominative. Nominative chính là tên gọi của cách một trong tiếng Đức. Thực ra dịch sang tiếng Việt như vậy thôi, nhưng các bạn cần phải nắm được bản chất của nominative hoặc là trong tiếng Việt cách một là như thế nào. Cách một hoặc là nominative nghĩa là các bạn biến đổi mạo từ đứng trước danh từ theo quy định của nominative. Các mạo từ thể hiện vai trò của danh từ trong câu. Thông qua việc biến đổi mạo từ thì chúng ta có thể biết được thành phần của danh từ đó trong câu là chủ ngữ hay là tân ngữ. Trong tiếng Anh thì các danh từ không mang giống, có nghĩa là không có mạo từ there, thee hay does như chúng ta đã đề cập ở những bài trước, mà chỉ đơn giản là các bạn sẽ xác định là sử dụng mạo từ xác định hay mạo từ không xác định trước mỗi danh từ mà thôi. Vì thế mà việc sử dụng mạo từ trong tiếng Anh dường như là đơn giản hơn trong tiếng Đức. Ngoài vấn đề về giống, các bạn phải nhớ, rồi các bạn còn phải biết là khi nào thì chúng ta sử dụng mạo từ xác định, khi nào chúng ta sử dụng mạo từ không xác định, khi nào chúng ta sử dụng mạo từ phủ định. Đây cũng là điểm khác biệt giữa tiếng Đức và tiếng Anh. Trong tiếng Anh thì chúng ta không có mạo từ phủ định, và trong tiếng Đức chúng ta có thêm một mạo từ nữa, đó là loại mạo từ phủ định. Khi các bạn muốn phủ định danh từ thì chúng ta sẽ phải sử dụng mạo từ phủ định trong câu. Trong tiếng Anh các bạn có a, an là mạo từ không xác định. Trong tiếng Đức chúng ta sẽ có I và eine. Nhưng I và eine không có nghĩa là ein thì đứng trước những danh từ bắt đầu bằng phụ âm, còn eine thì đứng trước những danh từ bắt đầu bằng nguyên âm. Không phải là như vậy. Mà ein hoặc là eine phụ thuộc vào giống của danh từ. Tiếp theo đây mình sẽ cho các bạn xem một cái bảng và sẽ hướng dẫn các bạn kỹ hơn khi nào thì chúng ta sử dụng ein, eine và khi nào thì chúng ta sử dụng der, die, das, cũng như là mạo từ phủ định trong tiếng Đức là gì. Đây là bảng mà mình đã nói tới với các bạn trong phần trước. Các bạn sẽ nhìn thấy ở đây mình có phân ra ba loại. Thứ nhất là bestimmter Artikel. Bestimmter Artikel có nghĩa là mạo từ xác định. Và unbestimmter Artikel nghĩa là mạo từ không xác định. Negative Artikel là mạo từ phủ định. Các bạn đã biết là trong tiếng Đức thì chúng ta có ba cái giống. Đó là masculine, giống đực. Feminine là giống cái. Neutral là giống chung. Và plural là số nhiều. Mạo từ xác định các bạn sử dụng khi mà các bạn đã đề cập đến cái danh từ đó trong ngữ cảnh giao tiếp. Các bạn đã có nói tới nó và tất cả mọi người đều biết, hoặc là người đang nói chuyện với bạn biết đó là cái điều mà bạn đang nhắc tới. Unbestimmter Artikel, mạo từ không xác định, các bạn sử dụng khi mà các bạn nhắc tới cái danh từ đó lần đầu tiên trong ngữ cảnh, hoặc là người đang nói chuyện với bạn không biết trước về danh từ mà bạn đang đề cập tới thì các bạn sẽ sử dụng mạo từ không xác định. Và cuối cùng, khi muốn phủ định một danh từ thì các bạn sẽ sử dụng negative article. Negative article là một loại mạo từ mà trong tiếng Anh không có, cho nên khi mà chúng ta mới học tiếng Đức thì các bạn sẽ hơi bị bối rối một chút. Các bạn cũng biết là để phủ định trong tiếng Đức thì chúng ta có nicht. Và bây giờ lại tiếp tục phủ định danh từ, chúng ta có kein hoặc là keiner. Thì rất là nhiều bạn sẽ bị lúng túng là không biết khi nào dùng nicht và khi nào dùng kein. Đây là một cái đề tài cũng khá là khó và cũng không thể nào đề cập chỉ trong một cái video ngắn được. Cho nên là mình sẽ đề cập tới cái trường hợp này ở một cái video sau. Đối với danh từ giống đực và danh từ giống chung thì các bạn sẽ thấy là mạo từ không xác định là giống nhau, đều là ein.
Còn đối với giống cái thì các bạn sẽ thấy là mạo từ không xác định có đuôi e ở cuối. Ai nào? Mạo từ phủ định các bạn thấy là nó khá là giống với mạo từ không xác định và nó chỉ thêm chữ kha ở đằng trước. Các bạn có thể liên tưởng kha là không. Như trong tiếng Việt thì chúng ta sẽ rất là dễ nhớ. Ein thì phủ định là kein. Eine, keine. Ein, kein. Một cái chú ý là dạng mạo từ không xác định không có số nhiều. Bởi vì thực ra ein hoặc einer nó có nghĩa là một. Thì khi mà các bạn chuyển sang số nhiều, bạn không thể nào có một cái form tương ứng được. Nhưng ở mạo từ phủ định thì chúng ta lại có là keiner. Lát nữa thì mình sẽ lấy ví dụ cụ thể để cho các bạn hiểu được là chúng ta sử dụng những cái mạo từ này như thế nào. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm việc với một số ví dụ cụ thể để các bạn hiểu hơn cách sử dụng cái bảng Articulate Nominative mà mình mới chỉ các bạn phần trước. Ví dụ, đây là một cuốn sách. Mình đề cập với các bạn lần đầu tiên trong ngữ cảnh này về cuốn sách này thì mình sẽ phải sử dụng mạo từ không xác định. Das ist ein Buch. Das Buch. Và bây giờ khi các bạn sử dụng mạo từ không xác định thì các bạn sẽ phải chuyển thành ein. Das ist ein Buch. Và sau câu này thì cả bạn và cả mình đều biết rằng là đây là một quyển sách và chúng ta cần thông tin tiếp theo về quyển sách này. Khi các bạn tiếp tục nói về quyển sách này thì các bạn sẽ sử dụng mạo từ xác định, đôi khi đó quyển sách đã xác định rồi. Có nghĩa là hai người trong cuộc hội thoại này đã biết đến sự tồn tại của quyển sách này. Vì vậy chúng ta sẽ sử dụng mạo từ xác định để tiếp tục nói về quyển sách. Das Buch ist sehr interessant. Das Buch ist sehr interessant. Bây giờ mình sẽ lấy một cái ví dụ với danh từ có giống cái. Danh từ này, đây là một chiếc đồng hồ. Trong tiếng Đức đồng hồ là die Uhr. Die Uhr. Nhưng các bạn chưa hề biết tới sự tồn tại của chiếc đồng hồ này trước đó, nên mình giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc đồng hồ. Das ist eine Uhr. Das ist eine Uhr. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nói về chiếc đồng hồ này. Khi đó chúng ta sẽ sử dụng mạo từ xác định, bởi vì các bạn và mình đều đã biết đến sự tồn tại của chiếc đồng hồ này rồi. Mình sẽ nói là Die Uhr ist sehr schön. Die Uhr ist sehr schön. Có nghĩa là đây là một chiếc đồng hồ và chiếc đồng hồ này thật là đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ lấy một cái danh chúng ta sẽ lấy ví dụ một cái danh từ giống Đức. Der Stift. Der Stift. Chiếc bút. Trong tiếng Đức thì chiếc bút có giống là der, tức là giống Đức. Bây giờ mình sẽ nói với các bạn là đây là một cây bút. Das ist ein Stift. Das ist ein Stift. Cây bút này màu xanh. Der Stift ist blau. Der Stift ist blau. Và số nhiều thì sao? Nếu như bạn nói đây là những cây bút, mình giới thiệu với các bạn lần đầu tiên mình sẽ sử dụng mạo từ không xác định. Nhưng mạo từ không xác định trong tiếng Đức thì là không có gì hết. Cho nên chúng ta sẽ nói là Das sind Stifte. Das sind Stifte. Và mình nói tiếp, những cây bút này rất tốt. Mình sẽ nói là Die Stifte sind sehr gut. Die Stifte sind sehr gut. Hy vọng là qua những ví dụ vừa rồi thì các bạn đã có thể hiểu được thêm là khi nào các bạn sử dụng mạo từ xác định, khi nào sử dụng mạo từ không xác định. Mình sẽ tóm lại một lần nữa để cho các bạn nắm được bài nha. Mạo từ không xác định các bạn sử dụng khi các bạn đề cập đến danh từ đó lần đầu tiên trong ngữ cảnh, trong đoạn hội thoại đó. Và
và người đang nói chuyện với các bạn chưa từng biết đến sự tồn tại của danh từ này trước đó. Mạo từ xác định der, die, das và die plural số nhiều được sử dụng khi mà cả bạn và cả người nói chuyện đều đã biết tới sự tồn tại của cái danh từ mà bạn nêu lên. Cả hai đều biết là các bạn đang nói đến cái gì. Và trong trường hợp mà tất cả những cái gì mà mọi người đều biết, ví dụ như mặt trăng, mặt trời và trái đất, thì chúng ta cũng sẽ sử dụng mạo từ xác định. Ví dụ như các bạn nói về mặt trăng thì các bạn sẽ không cần phải nói là das ist ein Mond, hay là các bạn nói về mặt trời thì các bạn sẽ không cần phải nói là das ist eine Sonne, bởi vì đó là những thứ mà tất cả nhân loại này đều biết. Các bạn chỉ cần nói là der Mond ist heute sehr schön. Der Mond ist heute sehr schön. Mặt trăng hôm nay đẹp quá. Bây giờ mình sẽ lấy ví dụ về mạo từ phủ định trong tiếng Đức nha. Phủ định, mạo từ phủ định được sử dụng khi các bạn phủ định hoàn toàn một danh từ. Ví dụ như trong trường hợp mình mới học tiếng Đức và mình nghĩ rằng mình bị nhầm. Mình nói rằng das ist ein Buch. Thì một người muốn sửa cho các bạn, người ta sẽ nói là das ist kein Buch. Das ist kein Buch. Đó không phải là một quyển sách. Họ muốn phủ định danh từ Buch, họ sẽ phải sử dụng mạo từ phủ định kein dành cho danh từ giống chung das. Das ist kein Buch. Das ist eine Uhr. Đó không phải là quyển sách đâu, đó là một chiếc đồng hồ. Hoặc khi mà mình nhầm, mình nghĩ là đây trong tiếng Đức là Uhr, die Uhr, mình sẽ nói là das ist eine Uhr. Thì một người nào đó có thể phản đối bạn, sẽ nói là das ist keine Uhr. Das ist keine Uhr. Das ist ein Buch. Đó không phải là một cái đồng hồ đâu, đó là một quyển sách. Mạo từ phủ định trong tiếng Đức được sử dụng trong trường hợp như vậy. Hoặc là khi mà các bạn phủ định hoàn toàn danh từ, ví dụ các bạn nói là wir haben heute keine Hausaufgaben. Wir haben heute keine Hausaufgaben. Hôm nay chúng ta không có bài tập về nhà. Các bạn phủ định hoàn toàn chữ Hausaufgaben thì các bạn sẽ sử dụng mạo từ phủ định keine của số nhiều. Hoặc là ví dụ như bạn muốn nói là tôi không có một cái ô tô nào cả, các bạn muốn phủ định danh từ Auto, các bạn sẽ nói là ich habe kein Auto. Hai ví dụ mà mình vừa nêu thì đó là mạo từ phủ định và accusative. Bài sau mình sẽ nói rõ hơn cho các bạn về mạo từ của tiếng Đức ở accusative nha. Mình sẽ so sánh với nominative để cho các bạn hiểu rõ hơn sự khác biệt giữa nominative và accusative. Mình rất mong là các bạn đã học được một điều gì đó trong video này. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao ciao.